Đây, mình làm con gà luộc nhá, vàng ươm. Gà mình cắt nhá. Ngon cho cả nhà. Một gà vàng ươm nha. Gà béo vàng ươm ngon ba cháy. Mắm ớt, mắm ớt còn đây là rau sống, đây là rau thơm ăn kèm. Nấu một mâm khoai mì ngon nhé. Mâm khoai mì ngon tuyệt vời, vừa bợ vừa ngon. Mời cả nhà cùng mình nhé, mình chấm ăn thử cho cả mọi người xem này, con gà vàng ươm ngon rồi. Gà hơi cơm, gà ươm, nạc. Tuyệt vời. Rau vàng, thịt nạc ức vàng. Rau thơm. Nắng làm vẻ mệt quá. Gà hai cân vàng luôn. Rau sống. Khoai mì nha. Luộc lại. Mình cắt ít ức đi nha. Cắt ít ức để ăn nha. Bọc mồm mình, ướt cả. Đấy cho nó ảnh nó đẹp. Đó, được không?